Chương trình Mỹ Tâm biểu diễn được không một lần nào không có được một lời yêu cầu cho ca khúc này cả. Và tôi nghĩ đó là một sự may mắn rất lớn đối với sự nghiệp âm nhạc của mình. Đó là ca khúc của nhạc sĩ Võ Thiện Thành. Xin được gửi đến quý vị ca khúc được mang tên Ước Gì. Sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng, em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cá, anh ở đây giờ này anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đám chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe giọng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn xa.